Một em túi siêu phẩm ngày hôm nay em lên like tặng cho các bác đây ạ. Trời ơi, duy nhất một like ngày hôm nay thôi nên các bác nhanh tay để lại số điện thoại kèm tông màu cho em nhá. 249.000 đồng các bác không nghe nhầm đâu, em cũng không nói nhầm nhá. Nhìn cho em cận cái chất da của nó đi ạ. Chất da PU siêu xịn sò trần trám cho em, có độ phồng rất tự nhiên này các bác nhìn cho em đi. Riêng da PU nó mới có độ trần trám, tạo độ phồng tự nhiên như thế này cho em được nhá. Đó, tất cả phần dây khóa này và cái phần khóa cho mình đều mạ hợp kim chống hoen gì cho các bác rồi. Size 30 nhá chị Tú Anh ơi, size 30 cho em để em đeo thử cho các bác ngắm nhìn luôn. Trời ơi, xinh xuất sắc chưa? Size 30 mình đựng cả thế giới cho em được nha các bác. Đựng cả thế giới bên trong cho em luôn. 249.000 đồng duy nhất tại like ngày hôm nay, em dành tặng đúng cho 100 bác, sau đó em tắt like luôn, không còn giá này đâu ạ. Hôm nào chị vừa mua 490 mà em sao hôm nay bán rẻ thế? Rồi em bảo rồi mà, hôm nay em chỉ lên like tặng đúng cho 100 bác lấy giá tương tác thôi. Sau đó em tắt like luôn, em bác nào đang theo dõi livestream với em, mình ưng mình lên nhanh số điện thoại kèm tông màu cho em nhá. 249.000 đồng. Hôm nọ chị mua tông màu nào rồi hôm nay mua luôn thêm tông màu khác cho em đi. Rẻ đẹp quá mà. Nhận hàng em khuyến khích kiểm tra hàng thoải mái luôn, rồi mới phải thanh toán hàng em like thế nào hàng mình nhận như thế nhá. Phí ship đồng giá cho em là 25.000 toàn quốc. Đó, mua 2 túi em miễn phí ship luôn, em bảo mua luôn 2 túi 2 tông màu đi. Hoặc tặng anh chị em bạn gì của mình vào đây mua chung nha các chị. Đó, mình đỡ mất phí ship. Em có tông màu trắng nữa này, 3 tông màu, màu nào đẹp xuất sắc nhìn cận chất cho em đi. Đó, phần khóa đều mạ hợp kim cho chị em mình chống hoen gì nhá, yên tâm cho em luôn. Size 30 được cả thế giới. Chị Lê Yến có đơn cho em màu trắng, màu đen nhá. Chị Hồng Hà có đơn cho em màu xanh này rồi ạ. Chị Lê Kiều có đơn cho em này, chị Hiền Quý có đơn cho em nha. Rồi chị Mai Hương có đơn. Em với rất nhiều các chị yêu nhà mình lên đơn thành công rồi nha. Rồi ơi chị Vivi ơi, mình không có số điện thoại, em không chốt đơn được mình ơi. Phải lên số điện thoại kèm màu giúp em. Cho chị một túi xanh hay là cho chị một túi đen mà không kèm số điện thoại là em xin phép mình không có đơn hàng nha. Đó, nhìn giúp em này, chỗ em mở phong túi bên trong cho các chị xem phong túi bên trong luôn. Thực sự là nó rất là đẹp mà nó đựng cả thế giới cho chị em mình luôn. Riêng size 30 đựng được cả tài liệu A4 giúp em luôn nhá. Đựng được cả tài liệu A4 nên các chị em nhà mình đi làm, đi học, đi chơi cho em cực kỳ là hợp lý luôn. Có hai ngăn khóa nhỏ để chị em nhà mình đựng những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, thẻ linh tinh nhỏ nhỏ giúp em nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đấy các chị nhìn thấy không? Phong túi em không hề đựng một cái gì bên trong nhưng cực kỳ là đứng form luôn này. Da của nó siêu mềm, nhìn cho em đi ạ. Chuẩn từng đường kim mũi chỉ cho các chị em dơ cận chất luôn. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái nha. Ngày hôm nay em bảo rồi, đặt hàng chỉ cần lên số điện thoại thôi. Mình nhận hàng mình được kiểm tra hàng mà. Hàng em like thế nào các chị yêu nhận như thế nha. Đó, không đúng như em like, không đúng như em nói, cứ quay đầu xả hàng lại cho em, ok chưa ạ? Đó, mình chỉ cần lên số điện thoại thôi. Size túi 30 nhá chị Linh Chi ơi. 249.000 đồng duy nhất tại like ngày hôm nay thôi. Em tặng đúng cho 100 chị yêu, sau đó em tắt like luôn nhá. Đó, phí ship đồng giá cho em là 25.000 toàn quốc. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Đó, em khuyến khích luôn, cứ bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em. Hàng không đúng như em like, không đúng như em nói, cứ quay đầu giả hàng lại cho em nhá, ok chưa ạ? Đó, size 30 cho mình này, chất da PU siêu xịn sò, trần trám căng đét, chuẩn từng đường kim mũi chỉ cho chị em nhà mình. Mua 2 túi em miễn phí ship. Nên em bảo tang ngay chị em bạn gì của mình vào đây mua chung. Đừng quên cho em xin một nút chia sẻ like nhá, vì thực sự hôm nay em lên like em bán giá này em tặng các bác đấy. Giá này là lấy tương tác thôi chứ không bao giờ có giá này. Nếu các bác mua ở đâu được cái giá này thì mà đúng như cái chất da của nhà em, quay đem nhập xỉ cho các bác luôn. Nếu đúng như chất da nhà em với mức giá 249.000, ok chưa ạ? Ngày hôm nay em lên like em tặng đúng cho 100 bác, sau em tắt like nhá. 249.000 mình lên số điện thoại kèm tông màu luôn giúp em nhá. Rồi chị Linh Chi có đơn cho em màu xanh và màu trắng này. Rồi ok mình này đó. Chị Mai Hương thiếu số điện thoại, chị ơi không số điện thoại không ra đơn được. Chị Sương Rồng có đơn nhá. Chị Huyền Trang có đơn cho em này rồi ạ. Chị Lý Băng Băng có đơn cho em nha. Rồi đẹp vô cùng các chị ơi, thực sự luôn. Hôm nay mình vào live với em là một cái duyên đấy các chị ạ. Chưa bao giờ em lên live để bán giá như thế này tặng các bác đâu, nên các bác phải nhanh tay nhá. Một em túi xuất sắc như thế này mình đeo đi học, đi chơi, đi làm cho em có quá là xuất sắc không ạ? Màu đen cũng rất là đẹp đúng không ạ? Em đeo luôn tông màu đen cho các bác luôn. Đó, màu đen cho chị cả 3 tông màu nhé. Ok chị Vĩ Oanh cho em mình có đơn hàng nhá. Đó, màu đen cũng đẹp, em phải nói là những cái này các chị dùng bao nhiêu năm cũng không bao giờ sợ lỗi mốt đúng không ạ? Riêng cái dáng form túi như này mình đeo đến mấy năm không bao giờ sợ lỗi mốt cho em, mà riêng cái da PU này các bác yên tâm luôn là đeo cực kỳ bền. Ok chưa ạ? Mình lên cho em là số điện thoại kèm tông màu là chị em mình sẽ có đơn hàng thành công nhá.